mọi người nhìn có giống cái bản đồ gì không? Trước đi lại nhiều mà không để ý. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Và mọi người có biết cái này là cái gì không? Cái này ấy. Cái này này. Cái này mọi người có biết là cái gì không? Cái này là cái máy điện nước, máy điện mini chuyên dùng ở trên nông thôn, không có điện lưới, không có điện lưới thì mình phải bắt buộc phải dùng cái máy điện mini này. Đây đang nước ở tận tí trên kia này. Đây là cái dây điện thôi, dây điện nó kéo đây lên trên nhà, nó lên tận tít trên nhà kia. Còn trên này là cái nước mà mình bác về, bác về để nước nó chảy vào cái máy điện thì nó mới sáng được. Nước hơi yếu cho nên là phải làm hai cái vòi, hai cái vòi nước nó bán vào, nó bán vào thì cái nước nó bán vào thì nó mới quay được thì nó mới phát ra điện được. Đây mọi người thấy không? Cái loại máy điện này rất nguy hiểm nhé mọi người ạ. Cái loại này thì sờ vào nó không có dây mát, dây nó không có cái dây mát đó đâu, nó hai dây toàn là dây nóng luôn đấy, cho nên là phải rất cẩn thận, sợ nhất là có con cái rồi. Cho nó đổi cái mũ thở điện mọi người ạ. Dây điện đấy. Hai cái nước nó tán vào để nó mới quay được thì nó mới phát ra điện. Còn đây là cái ống để bác nước về. Đây là cái ống bác nước về này. Ở trên là trên vùng cao thì không có điện lưới thì bắt buộc là phải dùng cái loại điện là mini này nhé. Cái loại máy điện này thì nếu mà bác được nước càng cao thì cái đổ nước của nó, đổ dốc của nó càng mạnh thì nó quay càng mạnh, điện nó càng sáng nhé. Còn cái đàn này thì điện chỉ đủ sạc điện thoại thôi. Cái độ dốc nó không cao, không có chỗ nào để bác nước được cho cái độ dốc nó cao cao lên thì làm thế này nó cũng chỉ đủ sạc cái điện thoại, máy quạt với tivi thì không nói rồi, không được rồi, lâu năm quá nó bị vỡ đi, nước nó chảy ra, dùng lâu năm quá nó bị vỡ đi mọi người ạ. Đi chơi nè, đầu nguồn mà bác về xem nó trông như thế nào. Ồ, cái này chắc cũng lâu lắm rồi, chắc là cũng lâu lắm rồi. Ồ, có cái tờ nhẹn này, nặng nhẹn này nhiều quá mọi người ạ. Đây bằng cái ống tre, ống tre xuống tít tận dưới kia. Hai cái cây này trước cũng làm nhưng mà hai cây này bây giờ hỏng hết rồi, vứt bỏ.
xong thay kính mới. Kính mới này thì cũng lâu rồi. Đây, đây là cái chỗ hứng nước vào vòi. Đấy. Còn làm cả cái này để che che cái lá cây cho lá cây nó không vào này. Xong lá cây nó vào nó lại mang ở dưới cái máy điện đấy. À, che vào. Hướng nước đây xuống khoảng từ đây xuống máy điện kia chắc khoảng 40 mét rồi, kiểu trên là nông thôn thì nó chưa có chưa có điện lưới thì phải dùng cái điện này. Đây còn đây là cái vòi nước mà bà con đang phải uống. Cái vòi nương bà con đang tận tí trồng khê vào, tí trồng khê này. Xuống dưới nhà để uống. Đạp đạp thế này vào xong là hứng nước xuống dưới máy điện mọi người ạ. Mùa này nước bé, mùa này nó chưa có mưa nhiều cho nên là nước bé. Trên kia người ta còn đang nước đi làm ruộng. Làng quê yên tĩnh, cái gì cũng thiếu thốn mọi người. Bốn biển là cây và đồi núi rồi. Đâu đâu cũng là đồi núi rồi. Mà và những dòng suối chảy rất là êm. Yên tĩnh, rất là yên tĩnh. Khi có trăng, có dám mà dẫn vào không? Chắc là dám nhận đi được. Để xuống dưới cái máy điện kia nhé. Cao phết đấy. Không có qua được. Mấy hôm nay bị ốm cho nên là rất là khẳng cổ mọi người ạ. Mấy hôm nay có cái gió gió à gió Lào ấy, gió Lào về cho nên là bị cảm cúm luôn rồi, nói không muốn ra tiếng rồi. Nào lắm rồi, lâu nào bây giờ nó vỡ ra, phơi nắng phơi mưa mà trồng thì nước. Trong cái cây thì thật cây thì nước nó cũng chảy suốt ngày suốt đêm luôn. Thế mà nó cũng vỡ được nhé mọi người ạ. Để nối nối một đoạn này cái ống nhựa cũng vỡ nhiều lắm rồi, toàn thấy buộc thôi. Ê, toàn thấy buộc vào kiểu nó vỡ nhiều quá ấy. À trước mình thấy ở đây có một cái tảng đá à. Nó có ghi một cái chú tàu đấy, không biết là đâu rồi nhỉ, ở đâu rồi, à đây 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 mọi người, đây ngày xưa khi các cụ về ở đây thì đã thấy nó có sán cái chú tàu mà trước người ta thế vào đây ấy. Mọi người thấy không, chả biết cái này nó nói cái gì. Đây nó có cái chéo trên trước rồi, chéo xuống, chéo, chéo, chéo. Đây cũng có một cái dấu nhân đấy này. Đây có cái dấu nhân. Cái chú này thì ngày xưa người ta di cư về đấy. Cách đây 30 năm thì nó đã, cái chú này nó đã có rồi. Mình không biết đọc cái kiến tàu này nó là như thế nào, chẳng biết là nó là cái gì nữa. Hoặc là ngày xưa người ta nghịch chơi, người ta chỉ ấy chơi thôi nhỉ, chả hiểu gì luôn. Có cái dấu nhân rồi lại có cái gạch 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 kiểu gì thế này, không hiểu, chả hiểu nó là cái gì. Đá này sao nó có lạ lạ nhỉ.
thôi nhỉ. Sao mình nhìn đây xong thì cái đá này nó có cái gì lạ lạ ấy nhỉ? À không phải đây. Cái gì ấy? Nhìn cứ như là chứa nhỉ. Đá gì mà kỳ lạ này. Bây giờ mới để ý nhá. Trước cũng đi nhiều nhưng mà chỉ nhìn thấy chứ thôi. Vậy nó là cái gì mà sao nó lại cứ như kiểu là cái gì đấy? Nó có phải là chú tàu hay là cái gì không? Hôm nay mới để ý nhá. Nhìn mà mắt thường thì nó chả thấy sao ạ. Nhưng mà quay cái điện thoại này vào nó lại hiển như kiểu là cái gì ấy nhỉ? Mọi người nhìn có giống cái bản đồ gì không? Đấy. Trước đi lại nhiều mà không để ý. Thôi. Mình xin là tạm dừng video để đi lấy đồ về mình đào đào cái tảng đá này, coi xem nó là cái gì nào. Kỳ lạ ấy. Sao có cái tảng đá như thế này? Ôi nhỉ. Đúng rồi. Mình tạm dừng video nhá. Ờ, kia là cái máy điện rồi. Máy điện đấy mình quay cho mọi người thấy không? Thôi mình tạm dừng video để mình đi lấy đồ về. Đào quanh quanh cái đá này xem nó là cái gì nhé.